Một nhóm các nhà khoa học ở Viện Virus Ấn Độ đã phát hiện ra rằng chủng virus đậu mùa khỉ xuất hiện ở nước này khác với chủng virus gây ra tình trạng siêu lây nhiễm ở châu Âu, dẫn tới bùng phát dịch trên toàn cầu. Nhóm nghiên cứu đưa ra tuyên bố trên sau khi tiến hành xác định trình tự gen của hai trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ ở bang Kerala, miền nam của Ấn Độ. Dữ liệu nghiên cứu cho thấy chủng virus xuất hiện ở Ấn Độ là A.2, gần đây xâm nhập từ Trung Đông. Tuy nhiên, chủng virus gây ra các đợt siêu lây nhiễm rộng hơn ở châu Âu là B.1. Theo các nhà khoa học, phát hiện này có nghĩa là những trường hợp ở Ấn Độ không có khả năng liên quan tới các đợt siêu lây nhiễm ở châu Âu. Theo đó, có khả năng một nhóm virus lây truyền từ người sang riêng biệt và có thể đã không được phát hiện trong nhiều năm. Thưa quý vị, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đẩy nhanh tiến độ dán thẻ sử dụng thu phí không dừng ETC. Thời gian vừa qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ ETC tra cứu dữ liệu phục vụ cho công tác dán thẻ và mở tài khoản. Các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới thực hiện tuyên truyền, vận động chủ xe và hỗ trợ nhà cung cấp dịch vụ thực hiện dán thẻ cho xe đến kiểm định. Nhờ đó, số lượng xe dán thẻ tăng nhanh và được nhiều lái xe, chủ xe biết. Về việc nghiên cứu phương án dán thẻ sử dụng thu phí không dừng là thủ tục bắt buộc trong quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận thấy đây là vấn đề có tác động xã hội liên quan đến việc thay đổi thủ tục hành chính, liên quan đến nhiều cơ quan quản lý. Do đó, cần rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật thì mới đủ cơ sở triển khai. Vì vậy, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tổ chức họp để nghiên cứu, trao đổi và phân công triển khai thực hiện để phù hợp chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Quảng Ninh, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Cà Mau là 4 địa phương đã hoàn thành 100% việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Vẫn còn 24 tỉnh thành phố khác chưa hoàn thành theo quy định. Đặc biệt, nhiều địa phương có tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thấp hơn trung bình cả nước như Quảng Trị mới đạt 79,02%, Trà Vinh đạt 84,79%, Quảng Ngãi đạt 86,68%, Nghệ An đạt 87,31%, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Bình, Nam Định, Quảng Bình. Theo Tổng cục Thủy sản, việc các địa phương chưa kiểm soát được các tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có thể dẫn đến xảy ra tình trạng khai thác bất hợp pháp. Qua rà soát, 102 tàu cá bị nước ngoài bắt giữ từ đầu năm 2021 cho đến nay, chỉ có 43 tàu cá có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Số còn lại là tàu chưa lắp đặt nhưng vẫn đi khai thác và vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ xử lý. Bên cạnh đó, việc trực khai thác, sử dụng hệ thống giám sát tàu cá thiếu đồng bộ. Hiện mới chỉ có 20 trên 28 tỉnh thành phố tổ chức trực 24 trên 24 giờ. Việc thực hiện quy định về quản lý thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá chưa đảm bảo theo quy định. Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là yêu cầu và xu hướng tất yếu để đảm bảo sự phát triển bền vững của vùng kinh tế Đông Nam Bộ trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động và rủi ro. Đây là nhận định của các diễn giả đại biểu tại Diễn đàn Phát triển Kinh tế Xanh vùng Đông Nam Bộ với chủ đề Kết nối đầu tư, hỗ trợ phục hồi vừa được tổ chức chiều qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Vùng Đông Nam Bộ đóng góp 30% GDP và 40% thu ngân sách cho cả nước. Các chuyên gia kinh tế cho rằng vùng này muốn tăng trưởng kinh tế bền vững thì phải phát triển kinh tế xanh. Trong liên kết vùng nên phối hợp việc sử dụng nguyên nhiên liệu và tái chế. Vùng nên tập trung phát triển các mô hình công nghiệp sinh thái. Để đạt mục tiêu phát triển kinh tế xanh, vùng nên chọn 5 lĩnh vực ưu tiên làm trước, đó là nông nghiệp, phát triển đô thị, vận tải, chuyển đổi năng lượng và kinh tế biển. Bên cạnh đó, nhà nước nên hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế xanh. Tại diễn đàn, các chuyên gia cũng nhận định mỗi năm Việt Nam cần 8 cho đến 10 tỷ đô la Mỹ để phát triển kinh tế xanh. Trong khi đó, chúng ta lại đang thiếu kênh huy động chung dài hạn để hỗ trợ tín dụng xanh. Vì vậy, chính phủ cần phải vào cuộc để thu xếp chung những khoản vay tín dụng xanh cho cả khu vực, cho cả vùng và sau đó phân bổ cho các địa phương. Thưa quý vị, theo Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục, đến năm 2025, nước ta sẽ cần ít nhất là 35.000 lao động chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Từ năm 2020 cho đến năm 2030, lĩnh vực công nghệ sinh học sẽ tạo ra nhiều việc làm mới, góp phần thay đổi bộ mặt của nền sản xuất, nông nghiệp của tất cả các nước, trong đó có Việt Nam. Công nghệ sinh học là một trong những lĩnh vực trọng điểm được chính phủ đặc biệt chú trọng đầu tư. Tuy nhiên, nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học hiện nay còn chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Nhà cựu sinh viên đầu tiên tại Việt Nam vừa khánh thành tại Đại học Bách khoa Hà Nội vào sáng ngày hôm nay nhằm tạo nên những giá trị thông tin và kết nối hữu ích, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp với các thế hệ sinh viên.
Trong thời gian tới, công trình sẽ vận hành với 4 lĩnh vực chính, gồm kết nối hợp tác giữa các doanh nhân, kết nối nguồn kỹ sư trẻ với doanh nhân, đặt hàng giải pháp nghiên cứu và phát triển với nhóm nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm giữa cựu sinh viên và sinh viên Bách khoa Hà Nội. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng sẽ kết hợp với các doanh nghiệp cựu sinh viên để hỗ trợ địa điểm thực tập một kỳ cho sinh viên theo học chương trình đào tạo kỹ sư chuyên sâu đặc thù với tổng khối lượng 180 tín chỉ. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông Vận tải về việc cầu Rồng sẽ phun nước lửa vào 21 giờ thứ 6, thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ lớn trong năm. Cầu sẽ phun lửa trước, phun nước sau. Chu kỳ như sau, phun lửa 2 lượt, mỗi lượt 9 lần, mỗi lần 2 phút, tổng cộng 18 lần, 4 phút. Phun nước 3 lượt, mỗi lượt 30 giây, tổng cộng 90 giây. Để đăng thêm sản phẩm du lịch về đêm, lãnh đạo Đà Nẵng đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan triển khai thực hiện hạng mục chiếu sáng, kết hợp phun lửa, phun nước với đèn trang trí hiện có trên cầu Rồng nhằm mang đến cho người xem trải nghiệm mới sinh động hơn. Cụ thể, cơ quan chức năng lập trình mới 5 chương trình chiếu sáng, trang trí mỹ thuật dành cho thời điểm phun lửa, phun nước cho cầu Rồng. Mỗi chương trình dài khoảng 3 phút, tương ứng với thời gian diễn ra quá trình phun lửa, phun nước, kết hợp với việc đóng các chiếu sáng trên cầu. Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng cũng đề xuất cho phép nghiên cứu lắp đặt hệ thống âm thanh khu vực đầu cầu Rồng để phục vụ cho người dân và du khách tham quan trước khi diễn ra hoạt động, hỗ trợ điều hành phun lửa, phun nước. Thưa quý vị, vào chiều ngày 29 tháng 7, với 217 phiếu thuận và 213 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm các loại vũ khí kiểu tấn công và chuyển dự luật này lên Thượng viện để phê chuẩn. Tuy nhiên, dự luật được dự đoán là khó có khả năng thu được 60 phiếu ủng hộ cần thiết để được Thượng viện thông qua. Cải cách kiểm soát súng đạn vẫn gây chia rẽ sâu sắc tại Mỹ, bất chấp các vụ xả súng hàng loạt gây nhiều thương vong gần đây. Tại Hạ viện, chỉ hai hạ nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu thuận cho dự luật cấm súng trường. Trước đây, Mỹ cũng từng ban hành lệnh cấm 10 năm đối với súng trường tấn công và hộp tiếp đạn cỡ lớn vào năm 1994, nhưng lệnh cấm đã hết hiệu lực vào năm 2004 và doanh số súng trường tấn công tại Mỹ đã tăng vọt kể từ đó. Ngân hàng Thế giới ngày 29 tháng 7 bày tỏ lo ngại về tác động của khủng hoảng với người dân Sri Lanka, nhưng tuyên bố không cung cấp thêm hỗ trợ tài chính cho nước này nếu chính phủ không thực hiện cải cách cần thiết. Ngân hàng Thế giới cho biết đã chuyển 160 triệu đô la Mỹ cho Sri Lanka từ các khoản vay để mua thuốc men, khí đốt và thức ăn cho học sinh. Ngoài Ngân hàng Thế giới, Sri Lanka còn đàm phán gói cứu trợ với Quỹ tiền tệ quốc tế, nhưng quá trình này có thể mất nhiều tháng. Quốc đảo Nam Á đang lâm vào cuộc khủng hoảng chưa từng có khi vỡ nợ và cạn nguồn ngoại hối nhập khẩu nhiên liệu, thuốc men, nhu yếu phẩm. Khủng hoảng kéo dài khiến người dân phẫn nộ, làm bùng phát làn sóng biểu tình và bất ổn chính trị. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc ước tính cứ 6 hộ gia đình tại Sri Lanka thì 5 hộ phải mua thực phẩm kém chất lượng, ăn ít hơn, thậm chí là bỏ bữa. Số người chết do lũ lụt ở khu vực miền đông của bang Kentucky của Mỹ đã lên tới 16 người và được dự báo có thể tiếp tục tăng. Giới chức mô tả đây là một trong những trận lũ lụt tồi tệ và thảm khốc nhất trong lịch sử của bang Kentucky. Mưa lũ đã cuốn trôi nhiều ngôi nhà và biến nhiều tuyến đường thành sông. Lực lượng vệ binh quốc gia và cảnh sát của bang đã sử dụng cả trực thăng và thuyền để giải cứu người dân và phương tiện khi bị mắc kẹt tại khu vực phía đông bang Kentucky. Tính tới ngày 29 tháng 7 theo giờ địa phương, khoảng 22.000 ngôi nhà ở hai bang Kentucky và Bắc Virginia đã mất điện sinh hoạt. Cảnh báo lũ hiện vẫn đang được duy trì tại các bang Kentucky, Tennessee và Bắc Virginia. Tổng thống Joe Biden đã ban bố tình trạng thảm họa lớn ở Kentucky nhằm cho phép bang này huy động các nguồn lực liên bang cho công tác ứng phó và khắc phục hậu quả lũ lụt. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 15 giờ chiều nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.